Chúa cùng anh chị em và ở cùng Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền đây là tên của 12 tông đồ Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, Rồi đến Andre em của ông Giacobbe con ông Zebede Và Doan em của ông Philippe và Bartolomeo Thomas và Matthew người thu thuế Giacobbe con ông Anphe và Tadeo Simon nhiệt tâm và Judas Iscario là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước trời đã gần đến Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ tôn, Ngài khen Chúa Thương bạn chị em Điểm thứ hai mà Đức Thánh Cha Francisco phân tích trong tông thư Patris Cordae trái tim của người cha là Thánh Du Xe, một người cha dịu dàng yêu thương. Nếu như có ai trong anh chị em đọc toàn bộ tông thư của Đức Thánh Cha, hoặc ít là nếu như trong anh chị em có ai nhớ cái điểm mà chúng ta cùng nhau chia sẻ hồi Thánh lễ thứ tư tuần rồi, thì chắc là có người sẽ đặt một cái vấn đề một câu hỏi hai điểm điểm thứ nhất và điểm thứ hai đức thánh cha trình bày nó gần giống như nhau có thể nói nó giống như nhau điểm thứ nhất đức thánh cha trình bày ông thánh du xe là một người cha yêu thương còn điểm thứ hai thì đức thánh cha trình bày ông thánh du xe là một người cha dịu dàng yêu thương vậy thì xem ra hai điểm này nó giống nhau phải không thưa ông bạn chị em vâng đúng giống nhưng mà nó khác nhau ở điểm thứ nhất đức thánh cha trình bày thánh du Xe là một người cha yêu thương cách chung còn điểm thứ hai một cách cụ thể hơn Đức Thánh Cha trình bày Thánh Du Xe là một người cha yêu thương cách dịu dàng Đó là điểm mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong Thánh lễ ngày hôm nay Về điểm này thì Đức Thánh Cha viết như sau Như Thiên Chúa đã làm với Israel Thánh Du Xe cũng đã làm với Chúa Giêsu. Ngài dạy bước đi cầm lấy tay đối xử như một người cha nâng niu đứa trẻ lên tận má mình cúi xuống và cho ăn đức thánh cha cũng còn nói thêm nơi thánh du xe chúa giêsu đã nhìn thấy tình yêu dịu dàng của thiên chúa như người cha yêu thương con cái mình chúa xót thương những ai kính sợ người qua những nhận định này Chúng ta nhận thấy trước hết Sự dịu dàng yêu thương Mà Thánh Du Xe đã dành cho Chúa Giêsu Và qua sự dịu dàng của Thánh Du Xe Chúng ta cũng nhận ra Sự xót thương dịu dàng Mà Thiên Chúa đã dành cho dân người Vậy thì chúng ta thử hỏi Yêu thương dịu dàng là như thế nào? và nó thể hiện nơi thánh cả du xe đối với Chúa Giêsu như thế nào, rồi nó thể hiện nơi Thiên Chúa dành cho dân người như thế nào và chúng ta rút ra được bài học gì cho chúng ta, thường bạn chị em khi nói về tình yêu, khi nói về sự yêu thương thì chúng ta thấy tình thương được diễn tả bằng nhiều cách thức khác nhau. Có kiểu yêu thương mà người ta nói nâng như trứng, hứng như hứng hoa. Cũng có kiểu yêu thương, thương cho rôi, cho giọt. Khi nói đến sự dịu dàng trong tình yêu, thì người ta thường nhắc đến sự dịu dàng của người mẹ. Còn người cha thương bạn chị em cũng có tình yêu dành cho con cái mình không thua kém gì người mẹ. Nhưng khi nhắc đến người cha thì người ta thường nhắc đến cái hình ảnh nghiêm nghị, cứng cỏi. Sự dịu dàng yêu thương vừa diễn tả cái tâm tình yêu thương mà cũng vừa nói đến cái cách cư xử dịu dàng dễ mến, dễ gần. Nói đến Thánh Du Xe, sự yêu thương mà Thánh Du Xe dành cho Chúa Giêsu không dừng lại ở nét yêu thương ở cái tâm tình mà còn thể hiện nơi sự dịu dàng là một cái sự gần gũi, sự dễ mến mà thánh cả du Xe đã dành cho Chúa Giêsu. Ngài ân cần nắm lấy tay Chúa Giêsu để mà dẫn dắt những bước đi đầu đời. Ngài nâng niu trẻ Giêsu, đưa lên tận má mình để ôm ấp, yêu thương. Ngài cúi xuống đưa vào miệng trẻ những muỗng cơm để cho trẻ ăn hầu trẻ chóng lớn tin mừng về sao cho chúng ta thấy Chúa Giêsu lớn lên đi rao giảng Chúa Giêsu có một cái tâm tình có một cái lòng chiều mến yêu thương đối với tất cả mọi người đặc biệt là những người bé mọn thì chắc rằng Chúa Giêsu cũng đã chịu ảnh hưởng bởi sự dịu dàng yêu thương mà thánh cả Du-xe đã dành cho Chúa Giêsu và chính sự dịu dàng yêu thương mà thánh cải dành cho mình đó, chúa giêsu đã nhận ra tình yêu thương mà thiên chúa đã dành cho dân người. vâng, thương bạn chị em nhờ sự xót thương dịu dàng của thiên chúa mà con người không bị kết án khi phạm tội. chính nhờ sự xót thương dịu dàng của thiên chúa mà chúng ta được chữa lành khỏi những vết thương của tội lỗi và chính nhờ sự xót thương dịu dàng của Thiên Chúa mà chúng ta mới có thể dám cất lên tiếng rất rất là gần gũi rất là yêu thương áp ba cha ơi đối với Thiên Chúa của mình vâng thương bạn chị em Thánh du xe là một người cha yêu thương, yêu thương một cách dịu dàng, gần gũi với con mình. và qua cái tình cảm yêu thương dịu dàng của thánh du xe làm cho chúng ta nhận ra sự xót thương dịu dàng của thiên chúa. và từ đó đưa đến hai bài học cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. bài học thứ nhất nôi theo gương của thánh cả du xe chúng ta cũng hãy trở nên những người cha người mẹ yêu thương dịu dàng con cái mình yêu thương dịu dàng không chỉ dừng lại ở cái tâm tình yêu thương mà còn là phải thể hiện tình yêu đó bằng một cái sự âu yếm gần gũi với con cái của mình có thể nói những người cha người mẹ nào trở thành bạn của con mình là người cha người mẹ đó là những người cha biết tỏ tình yêu thương dịu dàng đối với con cái của mình chứ đừng có để cho con cái của mình thấy mình sợ sệt dù rằng nó biết mình yêu thương nó lắm Hãy gần gũi với con cái của mình Bằng một tình yêu thương dịu dàng Bài học thứ hai Qua hình ảnh yêu thương dịu dàng của Thánh Cả Du Xe Chúng ta nhận ra một người cha Có lòng xót thương dịu dàng đối với chúng ta Đó chính là Thiên Chúa Thương bạn chị em Thiên Chúa của chúng ta là một người cha gần gũi yêu thương chúng ta chứ phải chứ không phải là một ông thần ở trên để cho chúng ta kính nhi viễn chi một cách sợ sệt thiên chúa của chúng ta đến với ngài cất tiếc áp ba cha ơi một cách gần gũi một cách yêu thương mỗi người, vậy thì mỗi người chúng ta đừng sợ thiên chúa hãy năng đến với chúa dù rằng trong những ngày này dịch bệnh chúng ta không thể đến với chúa nơi nhà thờ thì chúng ta cũng biết đến với chúa nơi tâm hồn của chúng ta bằng lời cầu nguyện tha thiết gắn bó với chúa hàng ngày mỗi ngày chúng ta có cất tiếng nói với chúa áp ba cha ơi hay không chúa gần gũi với chúng ta nhưng mà coi chừng chúng ta không gần gũi với chúa Xin cho mỗi người chúng ta Khi chiêm ngắm thánh cả du xe Một người cha yêu thương dịu dàng Chúng ta biết trở nên người cha Người mẹ đầy lòng yêu thương dịu dàng Như thánh cả du xe Và xin cho mỗi người chúng ta Trong những ngày này Biết chạy đến với Chúa Cha Bằng lời cầu nguyện Bằng sự yêu thương Với tâm tình của một người cha đối với tâm tình của một người con đối với người cha yêu thương dịu dàng là cha của chúng ta amen